Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với nội dung video Trong cái nội dung video hôm nay ấy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái thông tin đó chính là cái phần mềm Way and Workstation Đây là một trong những cái phần mềm dùng để giả lập các bạn nhé Đấy, giả lập hệ điều hành trên 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 máy tính các bạn ạ Đấy, cái phần mềm VMware Workstation này ấy, thì nó giống như là um, một cái máy tính được chưa? Đó, một cái máy tính có thể chạy cái file ISO nhưng mà máy tính thì 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 cái phần mềm này khi mà được cài trên hệ điều Windows các bạn ạ. Giả lập giống như hệ điều hành Windows ví dụ như các bạn muốn cài thêm hệ điều hành Windows khác để sử dụng như các bạn muốn cài Windows 11 để thử nghiệm chẳng hạn hoặc là các bạn cài Windows 7 chẳng hạn thậm chí là các bạn có thể cài được Windows XP luôn đấy Đây là bộ phần mềm khá là tốt để các bạn sử dụng cho đến năm 2023 các bạn nhé sử dụng rất là tốt Ở Một cái phần mềm nữa đó chính là cái phần mềm Vi chủ bốc cũng sử dụng được nó cái Vui Vi chủ bốc kia thì nó sẽ uh, nó sẽ nói theo để các bạn uh, rõ hơn nhỉ Visual Box kia thì nó sẽ nhẹ hơn nhưng mà mình thấy là cái phần mềm VMware uh, này thì nó ổn định hơn được Đó. Để chạy được VMware uh, Workstation đấy thì mình chia sẻ với các bạn một số thông tin như sau. Ví dụ như là này ví dụ như ở đây chà uh VMware. Đây, v, VMware. VMware Watson. Thì muốn chạy được cái phần mềm này thì các bạn vào trong cái trang đầu tiên để tải này. Ờ uh, VMware này thì các bạn muốn chạy được thì yêu cầu là cái cấu hình hỗ trợ như như đây chẳng hạn. Mình sẽ cho các bạn xem. Um. thì thông tin này thì ở đây ấy, thì yêu cầu yêu yêu cầu hệ hệ thống này thì phải sử dụng chip um, cpu này đấy đó các bạn à, ở đây các bạn thấy này ram maximum này đấy Lee comment này ram là 4 gb được chưa đó support hệ điều hành này đấy có hỗ trợ những cái hệ điều hành windows 10 này đấy, windows 11 ở Windows Server 2019, 16, 12 được chưa? Hiệu hệ đành có cả hệ đoàn hành Ubuntu nữa. Đấy, các bạn muốn cài hệ hành Ubuntu thì cũng khá là hay. Đó, các bạn xem này CPU AMD đấy. Đó, các bạn có thể dịch ra lên để xem thì nhiều bạn ấy bảo là tốc độ cái máy tính giật thì nó là như như này này nếu mà bị giật đấy thì nó sẽ căn cứ bởi ba yếu tố chính thứ nhất là uh, là 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 ram cpu ram và ổ cứng ba cái này quan trọng nhất nếu mà ba cái này nhanh và tốc độ cao ấy thì nó sẽ nhanh các bạn nhé đó cpu ram và ổ cứng các bạn nhé đấy CPU thì phải sử dụng CPU đa nhân đa luồng đối với các bạn sử dụng những cái phần mềm giả lập đây là máy ảo giả lập và đa nhân đa luồng các bạn nhé thứ hai là có nhiều ram máy ảo chạy thì nó rất là ngốn ram đấy một cái nữa là muốn nhanh nữa thì các bạn phải sử dụng ổ cứng ssd cái ổ cứng hdd bình thường ấy là nó sẽ chậm nó là cái ổ cứng cơ ấy ổ cứng cơ thì thường nó sẽ có cái từ quay ấy. mỗi lần khởi động máy tính lên nó sẽ quay thì đó là ổ cứng thường đấy còn trường hợp là sử dụng ổ cứng sd sử dụng ram và sử dụng cpu mạnh ấy, thì nó sẽ rất là nhanh ví dụ như đây chẳng hạn ở đây là ví dụ như mình đã cài một cái hệ ảnh Windows 11 ở đây mình sẽ bật lên cho các bạn xem đây rất là hay cho những cái bạn mà làm việc với hệ thống network được chứ? có nghĩa là ví dụ như bạn đang làm về quản trị hệ thống net hoặc là làm về những cái mạng liên kết, những cái hệ thống network IP các bạn đang làm, học những chuyên ngành mà liên quan đến máy tính ấy, mà muốn chia sẻ những cái mạng nội bộ, Đấy các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này để để các bạn thao tác và làm việc, nó nó giống như một cái máy tính thật vậy, dụ như máy tính thật đây thì các bạn sẽ phải bật hai rồi, nhưng mà khi mà mình, mình 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 cài được phần mềm này vào ấy, mình có thể khởi động Windows lên được và ở đây tương đương một cái hệ thành Windows thứ hai là mình đã mở lên trên cùng một máy tính các bạn nhé đấy ở đây là ở đây là ngoài này là máy thật của mình chẳng hạn các bạn xem này ngoài này là máy thật của mình được chưa có cái ổ cứng máy thật của mình đó còn bên trong này là cái ổ cứng đây là hệ thành Windows 11 đây là cái ổ máy 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 tính ảo của mình nó vẫn có ổ như này cái ổ cứng này thì do mình phân ổ thì, thì thì phần mềm này sẽ lấy dữ liệu ổ cứng ở máy thật ổ C này, được chưa? Đó. Các bạn đầu tiên là các bạn muốn muốn để cái phần mềm này mà chạy được ấy. các nhé. Để cái phần mềm này mà chạy được ấy thì các bạn sẽ phải cài đặt. Ví dụ như ở đây cài đặt thì các bạn sẽ vào trong phần file này, vào phần uh, new virtual đấy. Control N ấy. Đấy Thì các bạn ở đây thì các bạn có thể chọn đi comment Hoặc là các bạn có thể chọn custom để tùy chỉnh Đấy Ở đây là các bạn có thể tùy chỉnh nâng cao Ở đây là cái phiên bản lưu của hardware của cái cái chương trình này các bạn có thể chọn phiên bản cao nhất Nếu mà bạn chọn chương trình cao nhất đối với những cái phiên bản phần mềm Wayne Workstation thấp hơn ấy, thì nó sẽ không chạy được các bạn nhé Ví dụ như các bạn đang sử dụng bản 12 chẳng hạn Thì nó sẽ không chạy được Các bạn phải 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 phải, đó. Thì, thì các bạn sử dụng bản 12 thì các bạn sẽ không đọc được bản 17 bản 17 bản cao nhất này có thể đọc được bản 12 cho nên là những cái máy mà các bạn xe cái 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 phần mềm cho nhau ấy thì các bạn cần phải chú ý là là phải xe đúng các bạn nhé đấy ví dụ như ở đây chẳng hạn mình sẽ xe mình sẽ xe cái bản 12 ví dụ như ở đây chẳng mình 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 sẽ xe bản 12 cho các bạn xem này mình xe bản 12 cho các bạn xem là như sau Đấy. Ví dụ như mình ở đây 17x này. Đấy 17x. 17x thì là bản cao nhất. Mình sẽ để cao nhất. Sau đó mình chọn next. Sau đó ở đây là mình sẽ chôm đến cái chứa windows Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Có file windows Đấy. ví dụ như đấy chẳng hạn mình muốn cài Windows 7 cũng được Đấy mình kích vào cài Windows 7 Hoặc là cài ISO của Windows ISO của Windows 10 chẳng hạn Đấy, 11 hoặc 12 đó. 10, ví dụ như Windows 7 nhỉ? mình chọn next. Ở đây là mình cài bản Windows nào ví dụ như bản Ultimate chẳng hạn, Ultimate chẳng hạn. Mật khẩu mình không cần cài. Được chưa? Sau đó mình chọn next. Cho nó mình chọn yes. Ở đây là mình sẽ ở đây là mình sẽ chọn Windows 7, mình sẽ chọn next. Sau đó ở đây là cái CPU của các bạn bao nhiêu luồng Đấy, cái này khá quan trọng Ví dụ như ở đây là 4 co 8 luồng Hay là Hay là bao nhiêu luồng đấy Ví dụ như tổng mắc cái số tia của bạn là bao nhiêu Ví dụ như ở đây chẳng hạn Thì nếu mà các bạn là uh, 2 co 2 co 4 luồng Thì các bạn có thể là mắc tối đa Cái CPU hiện tại của bạn Ví dụ như CPU của bạn là 2 co 4 luồng Đấy, hoặc là 4 co 8 luồng chẳng hạn Đấy, thì nó sẽ nhân lên các bạn nhé Ở đây là số CPU và số vi xử lý số co của nó Thì nó sẽ tổng ra, nó sẽ là 8 như này Thì mình có thể là đặt 8 như này Các bạn nhé, không, không, không cao quá cái CPU thật của các bạn Đấy Sau đó ở đây RAM, ví dụ như Windows 7, 32 bit RAM của nó chỉ là rơi tầm khoảng 3GB thôi chẳng hạn Đó mình sẽ để tầm khoảng 3GB thôi đó, sau đó mình nhấn next ở đây là mình có thể chọn mặc định sau đó ở đây là mình ly comment thì mình để ly comment ở đây ở đây là mình cũng để ly comment bởi vì là hệ thành Windows 7 nó không hỗ trợ NVMe các bạn nhé để NVMe cũng được nhưng mà ly comment đi comment của Windows 7 thì mình cứ để mặc định như này đi được. nhưng mà Windows 11 mình sẽ chọn NVMe luôn hoặc là Windows 10 sau đó ở đây cứ để mặc định Thực ra mấy cái này chọn cái nào cũng được các bạn nhé Nhưng mà mình để trên đi Ở đây là 60GB thì các bạn có thể để Vulture um, Ở đây hoặc là mình có thể để Store luôn Store Vulture cũng được A Single file Đấy, chọn Next Ở đây mình cái file này file lưu Các bạn muốn lưu ở đâu thì mình sẽ lưu ở mặc định dạ, Chọn Next Ở đây còn có cắt 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 tầm Đấy, cắt tầm uh, ở đây là cắt tầm có nghĩa là hardware có nghĩa là điều chỉnh những cái thiết bị phần cứng thêm gì không ví như ổ CD hay là thêm những cái ổ CD hay là ổ các mạng, các âm thanh hay là các mạng, các LAN các gì đấy. Đấy. Đó, cận thêm vào thì mình nhấn finish. Finish xong thì nó sẽ tạo thôi. Và quá trình tạo này bây giờ nó sẽ chạy và nó sẽ cài đặt giống như cài đặt máy Windows của một cái hệ hành Windows thật đấy các bạn. Đấy. Đấy, từ cái bước này thì thì quá trình cài đặt Windows như nào thì các bạn đã biết rồi vàng ạ. Đó. Làm như cái bước cơ bản trước đó là mình chỉ cần lách cách yết và in tồn và cài đặt những cái thành phần chính thôi, thế thôi. Được chưa ạ? Đấy, cơ bản vậy. Đây, nó cũng cài đặt setup Indo Windows như là bình thường vàng ạ. Đó. Đấy. Đó các bạn thấy chưa? Đấy, hệ điều hành Windows mình đang có một cái hệ điều hành Windows như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Một cái hệ điều hành Windows ở bên trong này nó đang sử dụng. Đó. Như vậy thì mình rất là tiện ích khi các bạn muốn như các bạn mà làm về những cái mạng hệ thống nội bộ ấy, ví dụ như các bạn đang học về những cái công nghệ thông tin này liên quan đến dữ liệu nội bộ. Có như thế nào? Dữ liệu nội bộ trong hệ thống mạng LAN, được chưa? Đấy. Thì các bạn có thể là là kiểu như là học cách chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính với nhau ấy. Đấy như giữa, giữa các hệ hành Windows 10, 11 Và Windows 7 chẳng hạn. Đấy. Thì nó vẫn có có copy file các thứ ở đây này các bạn thấy chưa? Mình sẽ bỏ qua những cái bước setup cơ bản ở ngoài rồi, những cái Subs chọn bản Windows Ultimate, Pro, Home hay là gì được chưa? Bởi vì là lúc nãy cái lúc mà mình cài đặt sử dụng cái phần mềm VMware Watson ấy thì nó đã cài bản Ultimate mình đã chọn Ultimate luôn rồi thì vào đây nó sẽ setup luôn như thế này. Đấy. Đó các bạn phải lưu ý cho mình là CPU thì nó phải nhiều nhân nhiều luồng thì nó làm mới hiệu quả. Sử dụng thao tác nó mới hiệu quả. Đấy và RAM phải nhiều. Ví dụ như ở đây chẳng hạn thì mình nghĩ tối thiểu là các bạn nếu mà dùng dùng nếu mà là 4GB hoặc 8GB cũng được nhưng mà khuyến cáo là cao hơn cao hơn khi mà các bạn làm nhiều vượt quá tác vụ ấy thì nó không bị văng ra được chưa văng ra phần mềm không bị văng ra hoặc là phần mềm không bị tắt đấy ừ, có thể là 16 g hoặc là cao hơn ví dụ như ở đây là hiện tại mình đang sử dụng bộ nhớ là 32 g các bạn nhé 32 GB mình thấy là nhiều lúc làm còn nó còn chưa được thoải mái được chưa? Đó. Còn CPU của mình ấy là CPU là là 12 core 24 luồng các bạn nhá. Đấy, 12 core 24 luồng các bạn muốn xem số luồng này, bấm vào đây vào chen này thì sau đó các bạn vào vào chỗ để phân tích số lượng CPU ra. Đấy, Đấy Sau đó các bạn phải bật ở cái cái chế độ ảo hóa của CPU lên Enable nó lên các bạn nhé Thì nó chạy chế độ ảo hóa nó sẽ tốt hơn Đấy. Nó vừa bảo mật Enable nó lên Được chưa? Đấy Đó Khi mà mình sử dụng nhiều nhân nhiều luồng ấy Đối với những cái dòng CPU Serong ấy Thì các bạn làm rất tốt về cái cái mảng đó chính là cái cái giả lập các bạn nhé Đấy cho nên nhiều bạn bảo là tại sao em sử dụng chạy cửa sổ giả lập nó hay bị giật hay bị gì đấy Các bạn sử dụng những cái dòng chip không mạnh Những cái dòng chip G ấy, nó không mạnh Hoặc là những cái dòng chip không chuyên về đa nhiệm cái, cái 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 dòng siêu ông thì nó rất là nhiều luồng nó để làm cho những cái máy tính server hoặc là rất là tốt cho những cái chế, chế độ ảo ảo hóa như này còn đối với dòng, dòng coi -E thì nó sẽ thiên về mạnh về sức mạnh sức mạnh độ họa nhiều hơn ạ hoặc là sức mạnh xử lý những cái dữ liệu kiểu như là render cũng như là 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 nó sẽ xử lý nhanh hơn, được chưa? Đó. Đó sau đó các bạn sẽ khởi động lại như bình thường đấy. Đó, các bạn hiểu chưa? Đấy, CPU, RAM và ổ cứng thế thôi, được chưa? Các màn hình có cũng được nhưng mà chủ yếu là ba cái yếu tố này nó sẽ giúp nhanh các bạn xem này. Cái CPU của cái phần mềm này mỗi lần chạy nó sẽ loát lên rất là cao luôn. Đó. RAM của nó hiện tại là RAM 32 g thì nó mình mở ha mở cả Windows thật. Cả hai hệ hành Windows 11 và Windows 7 thì nó đã ngốn đi 16 g rồi. Hơn 16 GB RAM của hệ thống của máy mình rồi. Đấy, con nào sử dụng rất kinh khủng các bạn xem này. Đây tổng 32 g RAM thì nó làm đi một nửa rồi. bạn thấy chưa? Đó. Một điều nữa các bạn chú ý cho mình đó chính là khi mà các bạn sử dụng ấy các bạn đối với các bạn ảo hóa các bạn không có nhiều ram ấy thì các bạn sẽ chú ý cho mình là vào trong phần pro 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 2. Sau đó các bạn vào trong phần advanced system setting này các bạn thấy chưa? Advanced system setting vào trong phần system file này, sau đó thì các bạn vào trong phần ở phần xử lý này thì các bạn bấm vào phần setting này, sau đó ở phần advanced thì các bạn chuyển qua phần advanced, sau đó các bạn bấm vào phần gen ở phần future memory này ở đây ấy thì nó có một cái chức năng đó là nó sẽ tự động điều chỉnh cái pack file đấy của của cái file mà các bạn chạy đó ondrive. Right. ở đây ấy thì nó điều chỉnh cái pack file cái pack file này khi một cái ứng dụng mà nó chạy quá cái mức độ tối đa khi bạn đặt ở chế độ automat ấy. À, à, auto ấy Để chẳng. thì nó sẽ đặt chế độ tự động Ví dụ như các bạn sử dụng cái phần mềm Ví dụ như mật cái phần mềm Photoshop hoặc phần mềm làm đồ họa nào đó Vượt quá cái dữ liệu làm Ví dụ như dữ liệu làm của các bạn 4GB nó vượt quá Thì nó sẽ sử dụng chế độ đó chính là Nó sẽ tự động điều chỉnh qua chế độ ổ, ổ cứng của các bạn Đấy sau đó các bạn sẽ thấy là Các bạn thêm dữ liệu càng lớn vào Thấy ổ cứng của chúng ta đỏ lè Nó báo một cái đèn nó là đèn màu đỏ ấy Là đèn cái đèn dữ liệu nó đang đọc Nó đang chạy trên ổ cứng Đối với những cái ổ cứng HDD bình thường thì các bạn thấy là nó còn bị đứng cơ bởi vì nó truyền dữ liệu qua rất chậm còn các bạn sử dụng ổ sd có thể là nó, nó sẽ đỡ hơn chưa đó ờ, khi mà các bạn chọn như này thì nó sẽ dữ liệu nặng ấy thì nó sẽ được nạp vào ổ cứng nó sẽ chuyển đầy ram nó sẽ nạp vào ổ cứng nó không bị giật nó không bị đóng ứng dụng các bạn nhé nó không bị văng ứng dụng ra còn đối với trường hợp mà các bạn giam dư giả thì các bạn có thể chọn tùy chỉnh những cái, cái các tầm các tầm size hoặc là system này hoặc là mình mình lúc nãy mình chọn ấy là mình chọn cái chế độ là no pack file là mình không sử dụng trên cái file uh, hệ thống là mình mình sử dụng những cái ứng dụng của mình ấy chạy là toàn lên hệ thống ram hết các bạn nhé đấy do thứ nhất là do ram của mình ấy uh, là cao các bạn nhé ram của mình cũng khá cao vì 32 mươi ram ít khi bật những cái ứng dụng nhiều ứng dụng bật ứng dụng lên là nó đầy lắm từ khi các bạn mở photoshop lên cho hàng trăm ảnh vào phần mềm Photoshop luôn kéo thả vào phần mềm chạy luôn thì nó mới thì nó mới 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 mới, mới bị đầy sau đó nó mới bị đóng ứng dụng được nhỉ? chứ bình thường mình sử dụng những cái ứng dụng cơ bản ấy thì cũng không đến nỗi là dùng hết cái ứng dụng làm dạ? cho nên là mình sử dụng Nopec file luôn khi mà chạy Nopec no file như này ấy, thì khi mà chạy những cái ứng dụng là những cái phần mềm ấy mình cho vào phần mềm ấy thì nó sử dụng hoàn toàn ở trên ram thì nó sẽ nhanh hơn các bạn nhé nhưng mà tùy thuộc vào từng cái phần mềm ứng dụng thì các bạn có thể lựa ví dụ như có những cái phần mềm khá quan trọng khi các bạn sử dụng bật tính năng bật cái tính năng không sử dụng trên cái dữ liệu của hệ thống ấy thì khi mà có những cái ứng dụng ấy thì nó rất là dễ nếu mà nó đã lỗi thì nó sẽ lỗi luôn các bạn nhá nó sẽ vang ra luôn nó sẽ bật ra luôn được chưa khiến cho những cái dữ liệu của các bạn mà không kịp chạy thì nó sẽ dẫn đến lỗi cho nên là mình khuyến cáo với các bạn là cứ để tự động được chưa đó còn mình đã chấp nhận rủi ro, được chưa? Dạ? thì mình 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 sẽ chọn backup thôi, được chưa? Dạ? nhưng mà khuyến cáo là vấn đề nên để tự động các bạn nhé. đó, trừ khi các bạn có những cái hệ thống giam siêu tốt như là ram ECC các thứ không thì các bạn cứ để tự động cho mình. mình khuyến cáo các bạn như vậy, được chưa? Dạ? nhiều lúc nhiều lúc những cái kỹ thuật cài máy tính ấy người ta không nói cho các bạn biết thì người ta muốn nhanh hơn đấy thì người ta vào đây để chỉnh khi mà các bạn sử dụng những ứng dụng quá quá nặng ấy, nặng hơn cái RAM hệ thống của máy ấy thì nó sẽ tiến hành là bị đơ hoặc bị văng ra đó là nó ở chỗ này đấy các bạn hiểu chưa đấy đó cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình đấy còn ở đây là mình đã cài xong hiện tại mình đang sử dụng một cái Windows 7 và các bạn sẽ thấy là RAM của mình vẫn là 54 phải không ạ khi mà mình mở một cái ứng dụng ở đây lên đấy uh, bình booking yeah, booking đấy thì đấy cái này thì phải chạy youtube youtube mới chạy video 4 k đấy Đó. hiện tại hiện tại ở đây là đó. Đấy, hiện tại mình đang chạy ở cái máy bên trong các bạn ạ Đấy. Đây. À, hiện tại mình đang chạy ở cái máy bên trong các bạn ạ À đây ra nó vẫn là 54 nhỉ Nó chạy ổn định nhỉ Nó chỉ lên một tí thôi Chứ phí các bạn mở cửa sổ nhiều Đấy, giờ. Đó kiểu như vậy Khi mà mình tắt đi này Tắt đi này Đó mình chỉ tắt sút down Nó sút down như bình thường ấy Đấy, nó tiện ích không đó cho nên là khi mà các bạn mua những cái máy tính về học ấy chuyên về những cái ngành kiểu như ngành tùy những cái ngành của bạn ví dụ như các bạn làm những cái ngành công nghệ ấy thì các bạn ưu tiên những cái máy tính cấu hình mạnh đa nhân đa luồng thời điểm tại ví dụ như nhiều lúc các bạn mua về các bạn sẽ áp dụng vào cái công việc của hiện tại của các bạn là công việc gì đó. cho nên là các bạn mua máy tính hay là gì ấy thì các bạn là cái nhu thứ nhất là cái nhu cầu của các bạn là cái quan trọng nhất các bạn nhé đấy ờ, tiền tiền nó cũng quan trọng nhưng mà cái nhu cầu nó vẫn nó nó vẫn quan trọng nhất mục đích sử dụng của cái máy tính của bạn về làm gì về văn bản văn phòng hay là hay là về mục đích là giải trí hay là làm đồ họa thiết kế rồi chưa. đó cái đấy nó quan trọng đó mình nhấn sút đào đấy thì nó sẽ tắt như bình thường mà quá trình khởi động và tắt máy và cũng như là cài đặt thì nhanh hay chậm thì nó tùy thuộc vào cái ổ cứng này Đấy các bạn xem cái tốc cái cái ổ cứng là cái HDD D0 này này. À, đây, ổ cứng D5 à. D5 ổ cứng nào nhỉ? Đây cái ổ cứng này này. Cái ổ cứng này của mình nó tùy thuộc vào cái ổ cứng này. Cái ổ cứng này có tốc độ đọc cũng như là các thứ ghi các bạn. Đấy. Đó. Khi mà mình đang cài trên cái ổ cứng ổ cứng ổ C của mình ấy, được chưa? Đó. Thì cái quan trọng nhất là nó cũng là cái tốc độ đọc và tốc độ ghi này nó cũng nhanh, được chưa? Đó, khi các bạn mở lên thì ví dụ như đây là mở lên các bạn xem nó loát, nó loát chương trình đấy. Là bao nhiêu bao nhiêu mê ví dụ như đây nó bắt đầu đọc này, các bạn thấy chưa? Đấy. khi mà nó loát chương trình Windows đấy, bắt đầu đọc bắt đầu viết đó, tốc độ đọc tốc độ ghi này đó, bao nhiêu kb trên dây cái thứ đấy, bạn thấy chưa Đó cho nên là nó nó một phần nó khởi động nó chạy nhanh nó ở chỗ đấy các bạn thấy làm mặc dù mình đang chạy Windows như này nhưng mà máy tính của mình ấy cũng là vừa 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 quay video trực tiếp cho các bạn được mà mượt mà như vậy đó cho nên là nhiều bạn cần phải chú ý cho mình là um, tại sao lại bị giật là bị gì ấy thì nó là ở nguyên nhân đó nó thứ nhất là là cpu ram và ổ cứng các bạn nhé ba cái yếu tố này các bạn muốn chạy được máy ảo tốt ấy thì các bạn phải chọn được chưa đó là mình chia sẻ với các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau chúc các bạn thành công